Chào mừng các bạn đến với laptop satoshop.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop satoshop. Ngày hôm nay một phiên bản rất là to, 17,3 inch và nó đây là một phiên bản lớn nhất trong các dòng laptop. Xin giới thiệu với chúng ta HP ProBook 470G3. Một chiếc laptop phải nói rằng khá to ha. Đây là một phiên bản rất là ít có trên thị trường, vì đa phần các dòng laptop chỉ làm ở phiên bản là 14 inch hay là 15.6 inch thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là có một phiên bản rất là to, lớn 17 inch. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về cái dòng laptop này. Đây là một chiếc laptop của HP dòng ProBook, được sản xuất và lắp đặt phần lớn dành cho thị trường các nước lớn như là Mỹ hay là Nhật thôi. Phiên bản này là từ Nhật Bản về. Xin nói thêm về dòng ProBook. HP tạo ra các phiên bản gồm có ProBook và EliteBook. Đó là hai phiên bản dành cho chuyên ngôn cho giới văn phòng. Họ hỗ trợ những cái bảo mật và những cái cổng kết nối, độ bền nó cũng lì hơn, bền hơn rất là nhiều so với các cái dòng phổ thông. Cho nên là cái giá trị sử dụng nó rất là tốt, lâu dài. Hầu như là được các cái quốc gia lớn, những cái tập đoàn đều lựa chọn những cái mẫu như thế này cho nhân viên sử dụng. Ở đây họ tạo ra một phiên bản 17,3 inch để thay thế cho cái PC bàn. Thay vì nó quá to, nó tốn điện nhiều quá, thì bây giờ người ta gom lại thành một cái laptop thôi. Vẫn có được màn hình lớn, vẫn có một cái nơi để tay thoải mái, có phím số đàng hoàng. Và đặc biệt trên chiếc laptop này nó có hỗ trợ thêm cả màn hình rời AMD, nó cũng giúp ích cho việc chúng ta đồ họa nhẹ, thoải mái. Với cái giá thành nó vừa phải, tầm chỉ 10 triệu, tôi nghĩ rằng đây là một chiếc laptop khá là ấn tượng. Về chất lượng độ bền, như tôi vừa nói, ProBook là một trong những thương hiệu đứng đầu thế giới ngày nay, chuyên dụng cho giới văn phòng, có thể thích ứng rất nhiều môi trường khác nhau. Ở đây thì ngay từ cái mặt A, capo chúng ta thấy là một cái vỏ lớp nhung đen, nhưng bên trong đây là một cái chất liệu carbon, một cái chất liệu magie, hợp kim nguyên khối, nó rất là hoàn hảo. Và những cạnh được bo tròn để giúp cho chống cái va chạm rất là hay. Nhìn chiếc laptop rất là mỏng, rất là nhiều cổng. Cầm trên tay nó rất là chắc chắn, tầm khoảng 2kg, 2kg 2. Vì đây là một khối hợp kim nguyên khối như thế này, nó phải có một cái trọng lượng nhất định nhé. Rồi, ở đây chúng ta thấy là có camera HD để hỗ trợ chúng ta rất là tốt. Ở đây là một dãy loa với cấu trúc bàn phím, nó thiết kế những cái đường vuông vức và đặc biệt là phím số. Tôi khoái nhất là cái nơi để tay chúng ta, nó giống như một cái bàn để thoải mái, kéo dài thoải mái. Ở đây chúng ta thấy có bảo mật vân tay, cái đường chỉ này là một cái bảo mật để chúng ta quét vân tay. Ở đây có hai nút power bên tay trái và ở bên phải là gồm có một cái nút để quét wifi và một cái tắt âm thanh, khá tiện lợi. Một dòng chữ nhỏ ProBook nằm bên góc này, nơi để chuột trackpad cũng rất là đẹp. Chúng ta xem thêm các cổng trước. Đầu tiên bên tay trái chúng ta thấy rằng một cái khóa đuôi sạc cho máy, một hệ thống tản nhiệt cùng với hai lớp, một cái đuôi Vega HDMI, một hai cổng USB nữa 2.0 ha. Phía trước ở đây thì chỉ có một cái khe SD kẹt và một cái đèn báo tín hiệu CPU vào. Ở đây không, đây là đèn báo đĩa chứ. Rồi ở bên đây thì một cái ổ DVD, một cái headphone micro, một cổng hai cổng USB nữa là 4 cổng USB nhé, một cổng LAN luôn, rất là nhiều. Từ mặt sau thì chúng ta thấy rằng máy có một hệ thống pin rời, chúng ta kéo cái hai cái mấu này ra, chúng ta rút cục pin ra được. Và ở đây chúng ta có thể thay thế ổ đĩa hay là khá dễ dàng. Nói chung là cách mở phía sau để nâng cấp lên thêm, họ làm những cái gì đó nó tiện lợi để chúng ta có thể nâng cấp dễ dàng những hệ thống tản nhiệt rất lớn, bởi vì chiếc laptop này có thêm cặp màn hình rời, đó là cái lợi thế. Dòng này được thiết kế trong một lớp màn hình lụa chống chói, nó giúp cho chúng ta có được cái nhiều trải nghiệm dễ dàng hơn. Chúng ta nhìn ở nhiều góc, những con số nó đều không bị khó chịu hay là độ bóng của cái màn hình. Thì họ tạo ra cái này. Với màn hình này được thiết kế trên màn hình HD cộng. Chúng ta xem kỹ về cấu hình. Trên chiếc laptop này đang chúng tôi có nhiều option, gồm có Core i3, có Core i5, có Core i7, có thì đây là một chiếc Core i3.
tên gọi đầy đủ là HP Ruhr 4 70G3 nhé. Và Core i3 CPU là 6100U 2GB 4 CPU. RAM trong máy đang là 8GB, chúng ta có thể up đến 16GB đều được ha. Trung bình là 8GB thì chúng ta đã chạy tốt Windows 10 rồi. Còn tùy nếu bạn muốn up thêm thì up, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm miễn phí. Cạc màn hình ở đây có hai cạc, cạc onboard HD Graphics 520 và cạc màn hình thứ hai là cạc màn hình ROG AMD Radeon R7M340. Cạc màn hình này thì đơn thuần nói chung là nó sẽ hỗ trợ thêm cho chúng ta khi chúng ta vẽ những cái phần mềm 2D, đồ họa 2D như Photoshop, AutoCAD, nói chung nó sẽ rất là mượt tại vì chúng ta có một cái màn hình rộng rãi nè, HD cộng một cái bộ bàn phím thoải mái như thế này thì phải đi theo cạc màn hình này rất là hợp lý, và cạc màn hình này nó cũng không có ảnh hưởng quá nóng cho máy. Cho nên nếu chúng ta không sử dụng cạc màn hình để chúng ta xài cái onboard thì nó hoạt động cho những trình office chúng ta thoải mái, nó không cần phải lo. Rồi chúng ta sẽ test thử một đoạn hình ảnh âm thanh xem chiếc laptop này nó đáp ứng như thế nào. Tôi nghĩ rằng số tiền tầm tầm 10 triệu đây là một chiếc laptop rất rất là ấn tượng, không đơn giản. Thị trường rất là lâu lắm mới về được một dòng như thế này, vì 17 inch là một dòng mà rất là ít. Phần lớn nếu như cái này chúng ta mua tặng quà cho người lớn, ba mẹ có tuổi đọc báo coi phim rất là tiện lợi, thay vì chúng ta chọn một chiếc PC to đùng tốn điện thì chúng ta chọn cái này 10 triệu đồng đáp ứng được mọi yếu tố, rất là tốt và nâng cấp dễ dàng nữa, sau này chúng ta cần nó rất là sướng. Rồi chúng ta đã đang test thử một hình ảnh tí xíu. Ở đây thì một số phím tắt chúng ta có thể tăng lên xuống từ FN nè, ánh sáng nhé. Rồi hình ảnh khá là ấn tượng mà mềm, cái độ sáng nó vừa phải vì đây là lớp lụa chống chói cho nên cái nó không sáng chói như những cái loại màn hình khác. Ở đây họ chính yếu là chúng ta có cái ánh mắt dịu ngồi trên máy tính lâu. Về trong mainboard của những cái dòng này được thiết kế rất đặc biệt, những cái ROM được bảo vệ từng chi tiết trong những cái khuôn mộc. Khi chúng ta mở phía sau main ra hết, chúng ta thấy rằng cái cách thiết kế họ khác hoàn toàn với những cách thiết kế những cái dòng máy phổ thông. Điều quan trọng nhất ở đây họ chú trọng về cái độ rơi vỡ va chạm khi chúng ta mang đi mang lại di chuyển đó. Những cái dòng ProBook hay là EliteBook họ tạo ra những cái giá trị về lâu dài rất là cao, nên chúng ta phải nói rằng là an tâm khi sử dụng lâu dài. Chúng tôi bán những dòng này khoảng tầm 10 năm rồi, nên chúng tôi rất là hiểu rõ những cái loại nào bền, loại nào không bền. Và đối với chúng tôi khi chọn lựa những mặt hàng phải đáp ứng được hai yếu tố, thứ nhất là tiện lợi, cái thứ hai nó phải bền để cho người dùng trải nghiệm được nhiều hơn, tốt hơn. Âm thanh cũng khá ổn nè, màn hình rất là đẹp, to. Tầm 10 triệu đồng thì tôi nghĩ rằng hợp lý cho một chiếc cấu hình như thế này. Khi chúng ta nhìn nghiêng nhé, chúng ta thấy rằng khá cân xứng về bố cục thiết kế. Và đặc biệt là tất cả những cái khung màn hình, những toàn bộ mặt thân đều là chất hợp kim nguyên khối, giúp cho chúng ta vệ sinh nó cũng dễ dàng nè. Và cái quan trọng nhất là chất lượng từ bên trong tới bên ngoài nó cân đối hòa hợp với nhau. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại showroom của chúng tôi tại địa chỉ 617 3 Tân Ngai, phường 8 quận 10 Hồ Chí Minh. Để có thể tham khảo thêm những cái mẫu như thế này. Có rất là nhiều chương trình sale mỗi ngày. Chúng tôi ưa thích chọn những cái dòng máy thường thường đến từ Mỹ, châu Âu hoặc là Nhật Bản. Vì những thị trường trên họ chọn đầu vào rất khó. Họ yêu cầu những cái nhà sản xuất tạo cho họ những cái mẫu bền hơn thị trường rất là nhiều. Chính vì vậy khi mà chúng tôi bán qua thời gian, chúng tôi kinh nghiệm thấy rằng cái độ bền nó cũng cao hơn hẳn. Chúng ta chạy ứng dụng nó cũng êm hơn và nó chịu đựng được những hàng loạt các cái phần mềm khác nhau, trong khi những mẫu phổ thông thị trường thì nó không đáp ứng hết được. Cầm trên tay thì chúng ta sẽ có cảm nhận rõ hơn, rất là to. Bàn tay chúng tôi có thể cầm chỉ bao nhiêu đây thôi, chiếc laptop thôi, nhưng mà không nặng, điều rất là hay, tầm 2kg, 2kg2 thôi, không có nặng lắm. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành
thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 090 33 44 188 hoặc là 0908 115 124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.